Hôm nay Vua Phim sẽ review cho các bạn một bộ phim xen lẫn kỳ ảo và kinh dị, kể về những đứa trẻ sống tại một vòng lặp thời gian. Câu chuyện nói về mái ấm của một phù thủy. Câu chuyện bắt đầu khi Jacob gọi điện cho ông nội. Ông nói cậu không được đến thăm vì rất nguy hiểm, bởi vì cậu chỉ nghĩ ông đã già nên lẩm cẩm. Khi gần tới nơi, họ thấy đụng trúng người đàn ông mắt trắng. Đến nhà ông Jacob, tiến vào bên trong chả còn gì cả, kiểm tra xung quanh chả thấy ông đâu. Cậu từ từ tiến ra sau nhà thì thấy ông nằm gục. Ông nội khi này đã mất đi đôi mắt. Ông nói với cậu hãy đến hòn đảo Suez hồi nhỏ ông hay kể. Trong màn sương đêm cậu nhìn thấy một con quái vật. Bà chị Sally nhanh chóng nổ súng khiến nó rời đi. Cậu đã nói ra sự thật nhưng chả ai tin, ngược lại nghĩ cậu đã trở nên điên loạn sau cái chết của ông. Trong ngày sinh nhật Jacob, người gì đã đưa cậu cuốn sách của ông. Bên trong nó có chứa một số bức ảnh về hòn đảo, ông nói. Cuối cùng cậu và ông bố đã đến hòn đảo đó. Người cha đã cho tiền hai thằng để dẫn Jacob đi tham quan. Dưới sự chỉ dẫn, Jacob đã đến được ngôi nhà máy ấm kỳ lạ, nhưng cậu lại thất vọng mà trở về. Qua lời người đàn ông kỳ lạ, ngôi nhà đã bị bom tàn phá và không một ai sống sót cả. Điều cậu thắc mắc là tại sao ông nội vẫn muốn cậu đến đây. Hôm sau cậu vào trong ngôi nhà hoang này, cậu cầm lên một bức ảnh chụp chung và rồi nam chính đi lên tầng 2 của ngôi nhà. Nơi đây khiến con người ta thật lạnh gáy. Đột nhiên xuất hiện một bóng người, khiến Jacob sợ quá bỏ chạy và bị ngã. Khi tỉnh dậy, cậu thấy tất cả những người trong bức ảnh và đọc tên những nhân vật này. Giờ cậu mới tin lời ông nói. Emma nói cô Peregrine biết trước cậu sẽ đến, và rồi họ đã đưa cậu vào cánh cửa vòng lặp thời gian. Jacob sợ hãi bỏ chạy về nhà nói với mọi người, nhưng bọn họ đã nghĩ cậu là gián điệp. Thật may là cô bé Kine đã đến còn đốt nhà của người ta. Ba người bỏ chạy trên chiếc xe ngựa. Nơi đây chính là ngày 3 tháng 9 năm 1943. Họ dẫn Jacob vào trong nhà gặp cô Peregrine. Cô ấy tiếp đón nam chính rất nhiệt tình và còn giới thiệu với cậu cô gái rất nóng bỏng, một cô bé có thể điều khiển cây cối, cùng với cô bé có sức mạnh phi thường, và hai anh em sinh đôi đeo mặt nạ, cậu bé tàng hình cùng với thằng nhỏ khạc da ong. Cô bé Emma lần đầu nhìn Jacob đã có tình cảm. Emma lúc nào cũng đeo đôi giày 30 kg, bởi vì cô ấy có số cân mà bao cô gái ao ước. Cô như một quả bóng bay vậy. Sau khi làm xong, họ quay trở lại nhà. Ở đây có một anh giai thổi hồn cho đồ vật. Jack nói gì đó khiến bọn chúng đánh nhau. Chuyển cảnh đã đến lúc ăn tối. Cậu bé mồm ong mỗi lần ăn là phải đội cái mũ này. Cô bé Claire thì ăn bằng chiếc mồm ở sau gáy. Jack tuy đẹp trai nhưng rất hay đá đểu, khiến cho Cruz của cậu là Emma bỏ bữa, và còn khiến cho cô Peregrine phải lườm. Tối đến mọi người còn được xem cả phim chiếu rạp. Tất cả hình ảnh được chiếu ra cậu nhóc này. Đây là cảnh giữa Emma và Jacob chuẩn bị xiên nhau. Phim đang hay thì cô Peregrine tắt đi. Nam chính định đi về thì cô ấy đã mời ở lại, vì sợ cậu ấy bị lạc, và còn cho Jacob xem một vòng lại. Đợi đúng đến 9 giờ đêm khi mà máy bay ném bom, cô già đã làm cho thời gian đứng lại và điều chỉnh nó quay về 24 giờ trước đó. Nam chính được Emma đưa tới cổng thời gian. Anh hỏi cô có muốn sống cùng mình, nhưng cô không thể vì nếu ra ngoài cô sẽ già đi. Đang nói chuyện thì một con chim bay tới. Nó chính là chủ dòng thời gian giấc mơ. Emma phải đem nó đến cho cô Peregrine chữa trị. Bố Jacob đã tìm anh cả ngày trời. Cậu đã nói là gặp được bạn của ông nội, nhưng bố cậu chỉ nghĩ là cậu đang bị bệnh. Về phòng, ông bố đã gọi điện báo cáo bác sĩ, còn Jacob thì lo lắng. Dường như mái ấm của cô đã bị thế nào đó tấn công. Ngày hôm sau, cậu đã một mình đi vào vòng lặp đó. Cậu đã nói ra chuyện ông nội mình bị thứ gì đó móc mắt. Bà cô nghe xong sửng sốt và rời đi. Jack khi này xuất hiện và muốn cho anh xem một thứ. Đó chính là một người đã chết. Jack đã cho trái tim vào bên trong, và rồi người này tỉnh dậy đã khiến Jacob sợ hãi. Cậu ra ngoài gặp tất cả mọi người. Nam chính đi cùng Emma để tâm sự. Cô đã đưa cậu ra biển và nhảy xuống bên dưới khiến Jacob phải nhảy theo. Hai người bọn họ chìm xuống một chiếc thuyền. Vào trong phòng, Emma bắt đầu xả băng khí, khiến cho nước ở đây bị ép hết ra bên ngoài. Nơi đây chính là căn phòng của cha Emma từng sống. Emma lấy cho Jacob một số giấy tờ liên quan đến ông nội, trong đó có một số bức ảnh về bọn hồn rỗng và Baron là kẻ đứng đầu. Trở về nhà, hai người đã nén xem Peregrine giết chết một con hồn rỗng, và thứ cậu nhìn thấy chính là siêu năng lực. Cuối cùng bà cô cũng nói ra sự thật, tên Baron đó đứng đầu đám hồn rỗng. Chúng bắt và thử nghiệm một chủ vòng thời gian, rồi cho đám đệ cùng mình hút sức mạnh. Cứ nghĩ sẽ thành công nhưng điều này đã biến họ thành đám quái vật. Nhưng nhiều năm sau hắn đã tìm ra thuốc. Baron đã bắt những đứa trẻ đặc biệt và ăn mắt của chúng, và rồi đã trở lại được hình dạng ban đầu, nhưng chỉ có một số mới làm được. Chuyện ông nội của cậu mất mắt là do một con hồn rỗng. Đang nói chuyện thì chủ vòng thời gian lúc trước đã tỉnh. Bà ấy nói Baron đã đặt máy chủ thử nghiệm tại vòng thời gian của bà, và bọn chúng đã có thể tới đây rồi, và tất cả mọi người sẽ phải di chuyển ngay và luôn. Nhưng Jacob không muốn đi cùng vì còn bố mẹ, và rồi anh cũng đã rời khỏi vòng lặp này. Ở hiện thực đã có một người chết và bị mất mắt. Jacob nhận ra nguy hiểm nên muốn đi báo cho mọi người. Khi mà cậu rời đi, dã có một người đuổi theo. Thì ra là lũ hồn rỗng đã biến thành một người dân. Baron đã thừa nhận chuyện hắn đưa hồn rỗng đến giết ông nội. Con quái vật đã ép cậu đưa đi gặp chủ vòng lặp. Mọi người khi này đã dọn đồ để đi. Hồn rỗng đã ở cửa mất rồi. Hắn dùng Jacob để uy hiếp cô Peregrine. Trước khi cô đi cùng, hắn đã dặn dò vài điều. Lũ trẻ đều nghe lời mà đi vào phòng.
hãy hứa với cô là chăm sóc các bạn nhé. Và rồi Peregrine biến thành một con chim bay vào lồng. Tất cả mọi người mau chóng đi lấy vũ khí và chặn cửa ra vào để tránh lũ hồn rỗng đến. Bà cô chưa kịp nói gì đã bị bắt đi, và Jack đã bị nó tóm đúng lúc nguy hiểm. Jacob đã bắn một phát mới cứu được Jack. Con quái vật đuổi theo họ lên tận lầu 2. Họ đi ra ngoài bằng cửa sổ. Cô bé điều khiển cây để có lối thoát hiểm, mà chiếc máy bay thả bom đã đến gần. Con quái vật đã trèo ra và bị nam chính bắn. Emma cởi giày và ôm theo Jacob bay xuống thì quả bom đã phát nổ, khiến con hồn rỗng bị nổ chết. Mà vòng lặp chỉ còn 24 giờ nữa là đóng lại. Thế nên bọn trẻ phải đi cứu cô Peregrine. Emma dùng mồm khò ra oxy để đưa chiếc thuyền nổi lên, còn chị nóng bỏng thì đi đốt lò khởi động. Chiến hạm cứ thế trồi lên mà đi tới Việt Nam. Nhưng nếu đến đây họ sẽ chết vì thời gian thực tại. Jacob thì không muốn rời xa Emma, đang định xúc than thì Jack đi vào. Rất nhanh chiến hạm đã đến bến Hải Phòng. Nhóm người đi xuống và tìm kiếm vòng lặp, cuối cùng đã đến được tòa nhà có lũ hồn rỗng. Emma thì đánh lạc hướng chúng, nhưng Baron chả quan tâm gì đến và sai mấy con hồn rỗng cùng hai tên đi theo. Họ đi ra ngoài dẫn dụ chúng đến bến cảng. Nơi đây có rất nhiều người dân, nhưng họ không thể thấy chúng. Jack liền dùng tim giả để hồi sinh các bộ xương, và lũ trẻ trên cao ném tuyết lên người quái vật, khiến cho chúng lộ ra. Tuy quái vật to thật nhưng làm sao đánh lại đám xương này. Chúng mau chóng bị xương khô hạ gục, còn cuối cùng thì bị cô bé này giết chết. Baron vẫn cứ ung dung ngồi cùng hai con vợ. Khi nhận ra đã quá muộn rồi, hắn bị Emma thổi cho bay tuột. Là kẻ cầm đầu chỉ ra tay nhẹ là Jack đã ngất. Jacob bắn tên mà toàn xịt mới cay, liên tiếp xông lên lại bị đánh. Hắn liền tiến đến nơi nhốt Peregrine. Emma đã nhanh chóng ngăn hắn và để Jacob vào trong. Hai đệ tử thì bị cậu bé thả ong ra đốt. Thằng này tức quá bắt cô bé cho vào thau và đóng đá. Cô Nina thì dùng dây leo quấn chặt nó lại. Kine muốn cứu em nhưng bị nó thoát ra và hóa đá. Jack liền tạo cho con voi bên cạnh một quả tim, nó liền dẫm chết hắn. Con quỷ cái này thì đu dây mà ném dao tới, và nó tính chơi ba đứa nhỏ. Và rồi bị anh em sinh đôi này hóa đá rơi xuống vỡ tan. Kine được Jack hôn cho một cái liền tỉnh. Mà khi này Emma đã hết hơi mất rồi. Baron bên ngoài đang phá cửa vào, hắn đã vào trong và tính xử cậu. Jacob đã thả được Peregrine cùng các người khác ra, mà một con hồn rỗng vẫn chưa chết đã đi lên. Đúng lúc Baron định giết cậu thì Emma và Jack đi tìm. Hắn ta biến thành Jacob để lừa họ. Lần nào khó mà phân biệt thật giả. Jacob đã nhìn thấy hồn rỗng, cậu cố ý kéo giãn thời gian. Tên Baron thì không nhìn thấy được nên bị nó bắt. Hắn trở lại nguyên hình nhưng đâu có kịp nữa. Baron bị móc mất mắt và chết tươi. Con quái vật thì bị Jacob bắn chết sau đó. Chưa kịp vui mừng thì phải đi ngay vì sắp hết thời gian rồi. Từng người chào tạm biệt Jacob mà đi qua công lập. Những người bạn dù mới quen nhưng lại khó quên. Emma thì vẫn nghĩ Jacob không thích mình. Cậu cố gắng giải thích cho cô hiểu, nhưng Emma vẫn cự tuyệt ý tốt. Và rồi họ chỉ ôm nhau một cái và rời xa. Jacob chán nản nhìn điện thoại. Cậu quyết định đi tìm tình yêu đời mình. Anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Và trao cho nhau nụ hôn say đắm. Nhưng đám hồn rỗng đầy rẫy trên thế giới, và cô Peregrine phải tạo vòng lặp mới để ẩn náu. Liệu bọn họ sẽ phải đối mặt như thế nào đây? Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.